Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 30 tháng 11 năm 2010, địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông, tập 210. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 259, hàng thứ tư từ dưới điểm lên. Bắt đầu xem từ đoạn kinh văn: ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nãi chỉ thập niệm, nhược bất sanh già, bất thụ chanh giác, vi trừ ngũ nghịch, phỉ bang chanh pháp. Chương này chỉ có một nguyện. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Lại nguyện thứ 18: nguyện thập niệm tất sanh, nhật chỉ cho Nhật Bản. Cổ đức Tịnh Tông giảng lược các kinh, trong các kinh khác, tức ngoài bộ kinh này ra, tất cả các kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng trong 49 năm, gọi là các kinh khác. Hoa Nghiêm rất chân thật. Nếu như so sánh với kinh này, tức là đem đối chiếu với nhau, thì kinh này là chân. Đây là so sánh từng tầng, từng tầng một. Đây là tầng thứ nhất. Thế Tôn năm xưa tại thế, 30 tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ, liền giảng kinh dạy học, mãi cho đến lúc Ngài viên tịch. Ngài viên tịch năm 79 tuổi, 30 tuổi bắt đầu giảng kinh. Một đời giảng kinh dạy học 49 năm. Điều này trong kinh thường nói đến. Thuyết pháp hơn 300 hội, 49 năm. Bốn mươi chín năm không có một ngày ngừng nghỉ. Thân khẩu ý tam luân tuyên thuyết. Thân làm gương mẫu cho chúng ta thấy. Đây là thân giáo. Những gì Ngài nói trong một đời Ngài đã làm được hết rồi. Ngài không làm được, Ngài sẽ không nói. Những điều Ngài nói, Ngài đều đã làm trước rồi. Sau đó
mới giảng dạy cho mọi người nghe. Đây là Phật Bồ Tát, đây là Thánh Nhân. Nếu như nói rồi mà bản thân không làm được, đó gọi là gạt người, không có ai tin tưởng. Phật đều làm được rồi. Trong tất cả kinh Đức Phật nói trong suốt 49 năm, bộ kinh nào là quan trọng nhất, có thể làm đại biểu cho 49 năm thuyết pháp? Sự việc này vào thời Tùy Đường, người Nhật Bản, hơn một nửa người xuất gia tại Nhật Bản, người tại gia cũng có đến Trung Quốc tham học. Hiện nay nói là du học. Sau khi trở về, đem Phật giáo mang về nữa. Ở Nhật Bản, trước sau đã kiến lập được 13 tông phái, còn nhiều hơn Trung Quốc. Đại thừa, tiểu thừa của Trung Quốc tổng cộng có 10 tông phái, Nhật Bản có 13 tông phái. Những tổ sư đại đức Nhật Bản hơn một nửa là học trò của đại sư Trí Giả và học trò của đại sư Thiện Đạo. Cho nên người Nhật Bản sùng bái là hai vị đại sư này. Đại sư Trí Giả truyền Thiên Thai Pháp Hoa Tông. Người Nhật Bản đọc kinh, đọc đề kinh Pháp Hoa rất nhiều, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, họ chỉ đọc cái này. Người niệm Phật rất nhiều, Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ còn thịnh hành hơn cả Trung Quốc. Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ có hơn 20 loại, Trung Quốc chỉ có 2 loại. Họ nghiên cứu, so sánh, gần như công nhận là Kinh Hoa Nghiêm đại biểu cho tất cả các kinh Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết trong 49 năm. Cho nên xưng Kinh Hoa Nghiêm là Pháp Luân Căn Bản. Năm xưa, tiên sinh Phương Đông Mỹ, ông giới thiệu cho chúng tôi Kinh Hoa Nghiêm là Phật Kinh Triết Học Khái Luận, cũng tôn sùng nó là bộ kinh số 1 trong Phật Pháp. Bởi vì 10 tông phái ở Trung Quốc, giáo nghĩa của từng tông phái đều có trong Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên xưng Hoa Nghiêm là Pháp Luận Căn Bản, điều này rất có lý. Kinh Hoa Nghiêm so sánh với bộ kinh này thì bộ kinh này là chân, đó chính là vượt qua Hoa Nghiêm. Vì sao vậy? Kinh Hoa Nghiêm đoạn cuối cùng, Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện dương quy về Cực Lạc, cũng tức là nói 53 lần tham bái, thiện tài đồng tử cuối cùng chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn, là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Hoa Nghiêm đến cuối cùng vẫn là quy về với Vô Lượng Thọ, vẫn là quy về Phật A Di Đà. Đây liền trở thành số 1 của số 1. Thật sự là kinh số 1 mà Thế Tôn xuất thế đã nói. Trước đây chúng ta xem qua rồi, Hoàng Niệm Lão trích dẫn lời của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo từng nói, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy nói Di Đà bổn nguyện hải. Đây là người Trung Quốc nói. Ý của nó là tất cả Bồ Tát trong 10 phương thế giới thành Phật,
Sau khi thành Phật nhất định là hoằng pháp lợi sanh. Giảng kinh dạy học, dạy những gì? Ngài nói duy nói Di Đà bổ nguyện hải, tức là bộ kinh này chính là kinh Vô Lượng Thọ. So với nguyện chư Phật tán thán, chúng ta đã học ở đoạn trước, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Vì sao chư Phật đều giảng kinh này? Không có gì khác, kinh này là phổ độ tất cả. Không giống như những kinh khác. Quý vị xem kinh Hoa Nghiêm, người thật sự đủ điều kiện học kinh Hoa Nghiêm là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Ý này là nói người mà Hoa Nghiêm độ là hàng thượng thượng căn, không phải là người phổ thông. Hàng thượng thượng căn trong một vạn người khó tìm được một người, e rằng ngay cả một người cũng không tìm ra. Thật sự không dễ dàng. Mà kinh này tất cả thượng thượng căn cũng độ, hạ hạ căn cũng độ. Thế giới Cực Lạc tứ độ tam bối cửu phẩm, tức là tất cả chúng sanh đều bao hàm hết trong đó. Cho nên nó còn chân thật hơn cả kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta tiếp tục xem lại các đại nguyện của bản kinh này so sánh với nguyện này, thì nguyện này chân thật nhất. Đây đều là Tổ sư Đại Đức tuyên thuyết. Bộ kinh này ở trong phẩm này, phẩm thứ sau, Phát Đại Thệ Nguyện Đệ Lục. Trong đây nói cho chúng ta tổng cộng có 48 nguyện. 48 nguyện, nguyện nào là số 1? Đây là điểm số 1. Những đại sư đại đức cho chúng ta thông tin cũng là nguyện thứ 18 là số 1. Chúng ta ghi nhớ một nguyên tắc tổng quát: Như Lai xuất thế, ứng hóa tại thế gian. Đến để làm gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chính là đến làm sự việc này, là đến phổ độ chúng sanh. Pháp môn nào mới thật sự làm được phổ độ 100%? Chỉ có bộ kinh này. Mà trong bộ kinh này, nơi nào giảng đến việc phổ độ? Chính là nguyện này. Nguyện thứ 18 này, quý vị xem nguyện thứ 18 này nói đơn giản biết bao. Mười phương chúng sanh nghe được danh ta. Vì đây nói thêm ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chí tâm tín nhạo. Điều kiện thứ hai là nguyện sanh nước ta. Điều kiện đầu tiên là quý vị thực tâm tin tưởng, yêu thích thế giới Cực Lạc, yêu thích pháp môn này. Thứ hai là quý vị thật sự phát nguyện tôi nhất định giảng sanh. Thứ ba cho đến 10 niệm, quý vị xem đơn giản biết bao. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: có thể giảng sanh hay không quyết định do tín nguyện có hay không. Thậm chí sanh đến thế giới Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp, đó là công phu trì danh cạn hay sâu. Câu nói này nên chú ý đến. Công phu trì danh cạn sâu không phải là niệm nhiều hay ít. Niệm Phật niệm nhiều hay ít không sao cả. Quan trọng là công phu sâu hay cạn. Công phu là gì? Danh hiệu Phật đó có thể dập tắt được phiền nào, đó gọi là công phu.
Danh hiệu Phật có thể đoạn trừ phiền não, đó là công phu thượng thừa. Có thể khống chế được phiền não, làm nó không khởi tác dụng nữa, vậy là có thể giảng sanh. Ngày nay chúng ta đã biết đoạn phiền não này là điều không dễ dàng. Nếu đoạn phiền não giảng sanh, vậy thì người giảng sanh đó ít lắm. Vậy phải cần tư cách gì? Ít nhất phải là A-la-hán. Quý vị xem A-la-hán đoạn kiến tư phiền não, trần sa và vô minh phiền não chưa đoạn. Vậy A-la-hán trở xuống đều không thể giảng sanh. Nguyện này nói với chúng ta, mười niệm có thể khống chế được phiền não đều có thể giảng sanh. Mười niệm này là lúc nào? Lúc lâm chung. Mười niệm cuối cùng lúc lâm chung. Mười niệm cuối cùng là niệm thanh tịnh, tâm thanh tịnh, không có hoài nghi, không có xen tạ, phù hợp với những điều nói trong chương Đại Thế Chí Viên Thông, đồ nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục. Đây là mười niệm. Từng niệm liên tiếp với nhau, đây là liên tiếp. Tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạ, thì sẽ thành công. Chúng tôi năm xưa ở Mỹ tặng một người, không thể coi là cư sĩ, bởi vì ở Mỹ chưa học Phật. Tiên sinh Châu Quảng Đại, người này rất lương thiện. Ông ấy không tin tôn giáo nào cả. Ở Mỹ ông ấy mở một tiệm bánh mì. Ông mắc bệnh ung thư. Bác sĩ tuyên bố với ông y không thể nào trị liệu, kêu người nhà đưa ông ấy về nhà, nói rằng ông ấy muốn ăn gì đều để cho ông ấy ăn. Thọ mạng của ông ấy chỉ còn vài ngày. Lúc này người nhà rất lo lắng. Người nhà cũng không tin. Người ta nói rằng bệnh cấp thì chạy chữa khắp nơi, bác sĩ không nhận nữa, bệnh viện cũng không nhận. Nơi chúng tôi ở có một tịnh tông học hội. Người nhà tìm đến chúng tôi, hỏi chúng tôi có cách gì giúp đỡ ông ấy không. Chúng tôi có mấy đồng tu liền đến thăm. Thật sự là ông ấy không thể nào khôi phục sức khỏe nữa. Kết quả liền nói những điều tốt của thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói cho ông ấy nghe. Ông ấy nghe rồi rất hoan hỷ. Quý vị xem người này có thiện căn, ông ấy có thể tiếp thu, nghe rồi rất hoan hỷ. Liền nói với người nhà không cần đi tìm thầy thuốc, tìm thuốc men gì cho tôi nữa. Mọi người đều niệm Phật, đưa tôi đến thế giới Cực Lạc. Quý vị xem ý niệm này ông ấy chuyển được tốt biết bao. Chứng minh nguyện thứ 18 này là thật, mười niệm ắt giảng sanh. Người nhà, trong học hội chúng tôi có mấy vị đồng tu đều giúp họ trợ niệm. Lúc vừa niệm, ông ấy liền nói với người nhà ông ấy rằng ung thư vốn rất đau đớn, phải tiêm những thứ như morphine, vậy mới không đau. Niệm Phật liền không cảm thấy đau nữa, rất dễ chịu, thuốc men đều không cần nữa. Ba ngày, niệm được ba ngày ba đêm ông ấy liền đi. Không chỉ mười niệm, ba ngày ba đêm, một ngày chưa từng tiếp xúc với Phật Pháp. Ba ngày cuối cùng này ông ấy có thể giảng sanh. Lúc giảng sanh tướng lành rất tốt, toàn thân mềm mại. Cho nên kiểu giảng sanh này bản thân cần phải đầy đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đầu óc tỉnh táo, không mê hoặc. À,
Người ta lúc bệnh nặng thì mê hoặc hoặc gia thân quyến thuộc cũng không nhận ra nữa. Vậy thì phiền phức lắm rồi. Vậy thì thật là trợ niệm cũng không giúp được gì, vô cùng khó khăn. Cho nên điều kiện đầu tiên là đầu óc tỉnh táo. Đây là phước báo của họ. Cho nên người một đời thiện lương, thiện có thiện báo. Lúc đi đầu óc tỉnh táo. Thứ hai, phải gặp thiện tri thức. Phải có người đem pháp môn này giới thiệu cho quý vị. Quý vị xem, duyên này ông ấy đã gặp được rồi. Điều kiện thứ ba là nghe pháp môn này phải tin tưởng, phải phát nguyện cầu sanh, phải cùng niệm Phật với người trợ niệm. Những điều này ông ấy đều đã đầy đủ. Duyên giảng sanh tịnh độ đầy đủ rồi, nên ông ấy đã thành tựu được. Chúng ta nên biết duyên thù thắng như vậy cũng là trong ức giả người hiếm lắm mới tìm được một hai người, không đơn giản. Chúng ta đến bệnh viện xem sẽ hiểu được. Quý vị xem người kia, người lúc lâm chung có được mấy người đầu óc tỉnh táo? Tuyệt đại đa số mắt đã mở ra rồi, nhìn quý vị nhưng không nhận ra. Ngay cả con cái của mình cũng không nhận ra. Sự việc như vậy là phiền phức lắm. Hà huống thời đại ngày nay, bệnh người già mất trí rất nhiều. Đã mất trí thì trợ niệm cũng vô ích. Tức là ngay cả người một đời niệm Phật cũng có những khó khăn. Khó khăn ở đâu? Tình chấp không đoạn được, oán hận không quên được, còn có một số việc khó chưa buông bỏ được. Vậy thì phiền phức rồi. Phật A-di-đà sẽ không đợi quý vị. Quý vị không đi thì thôi, đợi lần sau đi vậy. Lần sau vậy thì không biết thì đời nào kiếp nào nữa. Thật khó nói. Cho nên chúng ta hiểu được chân tướng sự thật rồi, ngay trong đời này nhất định nắm bắt cơ hội này. Nhất định không thể để dù qua. Chúng ta xem dưới đây, niệm lão nhắc nhở chúng ta. Biểu thị này là chân thật của chân thật gì? Câu nói này rất quý giá. Nói cách khác, nguyện này là Phật Pháp Đại Thừa, phổ độ chúng sanh, chân thật của chân thật. Mấy người có được thiện căn phước đức nhân duyên tốt như vậy, quý vị có thể đạt được rồi. Đích thực giống như trong kệ Khai Kinh nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thành có nói, trong vô lượng kiếp hiếm có khó gặp được ngày này. Quý vị gặp được rồi. Duyên này thù thắng biết bao. Dưới đây là mấy chữ quan trọng trong đoạn kinh văn quan trọng này. Thứ nhất là chí tâm tín nhạo. Chí tâm là gì? Tâm chí thành, tâm chí cực vậy.
chí thành. Hai trăm năm trước, tiên sinh Tăng Quốc Phiên đã định nghĩa cho chữ thành này. Thành là gì? Một niệm không sanh gọi là thành. Nếu dùng định nghĩa này mà nói, người nào có thể làm được? Pháp thân Bồ Tát. Vì sao vậy? Họ đích thực hoàn toàn buông bỏ những khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Đây là chí thành chí cực, chân thành đến cực điểm. Đây là chân tâm, đây không phải là vọng tâm. Chân tâm năng hiện tất cả pháp, toàn thể vũ trụ là chân tâm hiện, thế giới này của chúng ta cũng là chân tâm hiện. Chân tâm của ai? Chân tâm của bản thân. Chân tâm chỉ có một, không có hai. Chân tâm chính là chân như bản tánh. Ở đây chúng ta nói trên công phu tu hành, đây là nói đệ nhị nghĩa chứ không phải là đệ nhất nghĩa. Trước đây nói là đệ nhất nghĩa, trong lúc dụng công chính là hai câu nói của Bồ Tát Đại Thế Chí: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đây là chí tâm. Chí thành không hoài nghi, không xen tạp. Chí cực đó là một niệm không sanh, nói là thành. Kim Quang Minh Kinh Giang Cứu. Giang Cứu là chú giải của nó. Trong đó có các giải thích. Chí tâm là thấu triệt nguồn tâm, tận tâm thực tế, nên nói là chí tâm. Ý nghĩa này của nó cũng là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, thực tế chính là bản tánh. Tâm nguyên cũng là tự tánh, đều là nói minh tâm kiến tánh. Đến lúc này mới chí tâm. Chúng ta tuy chưa làm được, nhất định phải thân cận với nó, cự ly càng gần càng tốt. Tiếp cận như thế nào? Phải buông bỏ vạn duyên. Tôi gần đây cũng được 20-30 năm rồi, luôn khuyến khích các học viên căn bản nhất. Chúng ta nếu muốn công phu niệm Phật đắc lực, đầu tiên phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, phải buông xuống ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Phải buông bỏ tất cả những thứ này, còn phải buông bỏ tham sân si mạng, cố gắng buông bỏ. Vậy thì 16 chữ này chúng ta đều đã buông bỏ rồi: tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng,
16 chữ này tất cả đều buông bỏ hết. Có nhập môn hay không? Nói cho chư vị biết không có. À, 16 chữ này làm được rồi, quý vị ở trước cửa Phật. Tôi dẫn quý vị đến trước cửa Phật, thiếu một bước nữa quý vị có thể đi vào rồi. Đi vào, tiêu chuẩn này của tôi chưa được. Tiêu chuẩn này của tôi mới tới nơi cửa. Thêm một bước nữa phải dùng tiêu chuẩn của Phật, phải dùng tiêu chuẩn kinh điển. Tiêu chuẩn kinh điển cao hơn tiêu chuẩn của chúng tôi. Nhưng quý vị nên biết, tiêu chuẩn của tôi làm không được thì tiêu chuẩn kinh điển nhất định làm không được. Tiêu chuẩn của kinh điển chính là chiến tư phiền não. Quý vị nếu như đoạn điều này, buông bỏ được thứ này, kiến hoạt trong kinh nói rất rõ ràng. Tam giới 88 phẩm, Thế Tôn dạy học quy nạp nó thành 5 loại lớn, vậy là dễ nhớ rồi. Trong 5 loại lớn này, thân kiến không còn chấp trước thân này là ta nữa, thì thân kiến phá được rồi. Thân là giả, không phải là thật. Bởi vì quý vị có thân kiến, chấp trước thân là chính mình, khổ quá rồi. Quý vị không ra khỏi được luân hồi lục đạo. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Tức từ chấp trước này mà biến hiện ra. Sự chấp trước này không còn nữa thì lục đạo cũng không còn. Quý vị xem, có rất nhiều người, bao gồm cả người niệm Phật ở trong đó, lúc lâm chung còn chấp trước thân này là chính mình, không chịu buông bỏ. Phật đến tiếp dẫn, đi không được. Quý vị yêu cái thân này, quý vị sẽ không đi theo Phật. Quý vị bị phiền phức chính là đây vậy. Nhất định phải biết thân này là giả. Phật nói rất rõ ràng, thân và chúng ta có liên hệ như thế nào? Là ta sở hữu, giống như quần áo vậy. Áo quần này là sở hữu của ta, không phải là ta. Áo quần không phải là ta. Phải nhận thức rõ ràng, thân thể cũng không phải là ta, mà là sở hữu của ta, giống như áo quần vậy. Tuổi tác lớn rồi, thân thể này không dễ dùng nữa. Dùng cũ rồi thì đổi cái khác. Đổi một cái mới. Trong lục đạo luân hồi chính là thay đổi thân thể. Cho nên thân thể không phải là chính mình. Đổi thân thể, bản thân lại không làm chủ được nữa. Vậy là rất đáng thương. Bản thân có thể làm chủ được, đó là ai? Là người từ A-la-hán trở lên, là tứ thánh pháp giới. Bản thân họ có thể làm được chủ được. Lục đạo phàm phu cũng không làm chủ được. Cho đến thiên nhân cõi vô sắc giới cũng không làm chủ được. Thọ mạng ở cõi vô sắc giới dài, dài cũng có lúc hết. Thọ mạng hết rồi, họ liền bị đọa lạc đi xuống. Nếu như họ có thể làm chủ được, họ làm sao mà đọa lạc chứ? Làm sao mà lại đi làm việc luân hồi chứ? Không làm chủ được. Ý nghĩa của chữ tôi chính là chủ tể, tự tại. Hai ý nghĩa này trên thân chúng ta đều không có.
Trong Phật Pháp có nói ngã hay không? Trước đây chúng ta đã học qua rồi. Đích thực trong Đại Bát Niết Bàn có thường lạc ngã tịnh, gọi là bốn đức. Có pháp thân bát nhã giải thoát, gọi là ba đức. Trong ba đức này mỗi mỗi đều đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Có thật, thật sự có thể làm chủ được, thật được tự tại. Cho nên những thứ này đều phải hiểu rõ, đều phải thấu suốt. Không chấp trước thân này nữa, không lưu luyến thân thể này nữa. Thân thể còn không lưu luyến, huống gì là vật ở ngoài thân. Ngoài thân có người, bản thân quý vị có gia thân quyến thuộc, quý vị phải biết thân thể của gia thân quyến thuộc của quý vị cũng là giả, cũng không phải là thật. Họ cũng không làm chủ được, cũng không thể giữ được. Từ đó có thể biết con người ở thế gian không thể không tu đức, không thể không tiếp đức. Tu thiện tiếp đức là nâng cao cảnh giới của bản thân. Tương lai quý vị đổi thân thể sẽ càng đổi càng tốt, tốt hơn hiện tại. Nếu như không tu thiện, không tích đức, quý vị đổi thân càng đổi càng kém cỏi. Đời sau sẽ đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ. Vậy thì quá kém rồi. Vì thế những điều này phải hiểu cho được, phải hiểu cho rõ ràng. Cho nên phải phá thân kiến, phải phá biên kiến. Biên kiến chính là đối lập. Ý niệm này không tốt. Ý niệm này là căn nguyên của tất cả phiền não. Buông bỏ đối lập, phiền não liền bỏ được một nửa. Rất nhiều phiền não đều là từ trong đối lập mà sản sinh ra. Cho nên ý niệm này rất không tốt, bất lợi đối với người khác, càng bất lợi hơn đối với bản thân mình. Quý vị có thể bình tĩnh mà suy nghĩ, bất lợi đối với người khác chỉ có 3 phần, bất lợi đối với bản thân có đến 7 phần. Điều này không thể không biết. Tiếp nữa là thành kiến. Ngày nay chúng ta nói là quan niệm chủ quan, đây là sai lầm. Sai lầm ở đâu? Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói với chúng ta, nhất thiết pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc. Quý vị nếu hiểu được chân tướng sự thật này, quý vị mới hiểu được thành kiến là sai lầm. Tất cả pháp vô sở đắc, vô sở hữu mà. Thành kiến đó không phải đã trở thành vọng tưởng rồi sao? Bất luận là thành kiến ở trên nhân hay là thành kiến trên quả, tất cả đều là vọng tưởng. Những thứ này phải buông bỏ, quý vị mới có thể chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng, Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng. Trong Đại Thừa giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, sơ tín Bồ Tát của thập tín vị. Quý vị thật sự vào Phật môn rồi. Tuy là tiểu tiểu thánh, vừa nhập môn giống như lớp 1 của cấp 1 vậy. Trong kinh nói với chúng ta, họ là thánh nhân, họ không phải là phàm phu nữa. Tuy vẫn còn trong lục đạo,
chưa có năng lực ra khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng là người như vậy, tức đã chứng đắc Bồ Tát Sơ Tín Vị, Tu Đà Hoàng, Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng. Họ trong lục đạo nhất định không đọa ba đường ác. Vậy là gì bất thoái? Họ chỉ có hướng thượng đi lên, họ sẽ không bị đọa lạc đi xuống. Họ có kỳ hạn. Quái trời quái người nhiều nhất là 7 lần. Họ liền vượt qua lục đạo luân hồi. Nếu như ở trong giai đoạn này họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sinh đến thế giới Cực Lạc, họ không sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, bởi vì họ là thánh nhân. Họ sanh vào cõi phương tiện hữu dư, không giống nhau. Trong cõi phương tiện hữu dư hạ hạ phẩm, vượt qua cõi phàm thánh đồng cư thượng thượng phẩm. Họ ở phía trên của cõi phàm thánh đồng cư, cho nên phải buông bỏ. Người thế gian khó nhất là tình chấp. Tình chấp khó buông hơn bất cứ thứ gì. Tất cả đều phải buông bỏ. Thứ gì cũng là giả, chớ cho là thật. Quý vị liền được tự tại, trong tâm quý vị liền thanh tịnh, phiền não nhẹ, trí tuệ liền tăng trưởng. Dưới đây giải thích mấy chữ triệt. Điều này trong Kim Quang Minh Kinh Văn Cú có nói: chí tâm giả, triệt đáo tâm nguyên, tận tâm thực tế, cố dân chí tâm. Dưới đây giải thích mấy chữ triệt nghĩa là triệt để, đáo nghĩa là đến nơi, tức chữ đến trong Du Tử về đến nhà. Ví dụ này rất hay. Nhà là ở đâu? Thế giới Cực Lạc là nhà. Chưa về đến thế giới Cực Lạc đều đang lang thang bên ngoài. Lục đạo luân hồi là lang thang, hợp pháp giới cũng là lang thang. Trở về đến thế giới Cực Lạc, đó mới thật là về nhà. Du Tử về đến nhà rồi. Tâm nguyên là nguồn gốc của tự tâm. Tận là cùng tận. Thực tế chính là chân thật rốt ráo trong quyển kinh này. Điều này trước đây giảng rất nhiều rồi, chính là chân như tự tánh. Tâm nguyên này cũng là chân như bản tánh. Đều là nói một sự việc này vậy. Tính nhạo giả, ý nghĩa của nó là tính thuận. Hoàn toàn tin tưởng, mấy may hoài nghi cũng không có. Tùy thuận lời giáo huấn của Phật Đà. Sở văn chi pháp, nhi ái nhạo chi. Chữ này không đọc là lạc, mà đọc là nhạo. Nhạo là yêu thích, vô cùng yêu thích. Tức tính tâm hoan hỷ vậy, chính là ý nghĩa này. Lạc chí giả là chân, là thành, là thật. Tâm là hạt giống, là chân thật. Tính giả là chân, là thật, là thành, là nghiệm, là mãn, là trung. Nó có nhiều ý nghĩa như vậy ở trong chữ tính đó. Có thể thấy chúng ta dùng những tiêu chuẩn này để kiểm nghiệm tính tâm của bản thân, quý vị liền biết tính tâm của chúng ta chưa đủ.
Tín tâm này có phải là thật tin không? Có vấn đề, phải chăng thật tin? Phải chăng là thành tín? Đều có vấn đề. Phải chăng là thông qua kiểm nghiệm? Không phải là mê tín. Phải chăng tin một cách viên mãn? Phải chăng trung tín? Chữ trung này, quý vị xem trong chữ tâm có một chữ trung, không thiên không tà, đây gọi là trung tín. Đem những chữ này để kiểm nghiệm, liền biết tín tâm của chúng ta không viên mãn. Cho nên chúng ta niệm Phật vẫn không có cảm ứng. Trong chữ tín vẫn có vấn đề. Bồ Tát Đại Thế Chí nói tịnh niệm tương tục. Trong chữ tịnh của chúng ta chưa viên mãn, có nghi ngờ ở trong đó, có xen tạp ở trong đó. Không những là niệm Phật có xen tạp, tín tâm của chúng ta có xen tạp, nguyện tâm của chúng ta cũng có xen tạp. Có thể thấy công phu không thuần, cảm ứng sẽ không hiện tiền. Nếu như thật sự làm được, lúc tín tâm thanh tịnh, Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất rõ ràng, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định gặp Phật. Đây là cảm ứng. Tín tâm thanh tịnh là nhân, chư Phật hiện tiền là quả. Chúng ta không nhìn thấy Phật, Phật ở đâu? Tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi, Ngài đều có. Phật chưa từng rời xa chúng ta. Chỉ là chúng ta và tần số của Ngài không kết nối được, cho nên tín tâm thật không dễ dàng. Tôi năm xưa xuất gia, tôi 33 tuổi xuất gia. Ba mươi lăm tuổi thọ giới, quy củ trong nhà Phật, thọ giới xong đi lạy thầy giáo. Sau khi rời khỏi giới đàn, trở về đi lạy thầy giáo. Thầy giáo của tôi là cư sĩ, không phải là người xuất gia. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Kinh giáo của tôi là học với thầy. Trong Phật Pháp mà nói mối quan hệ của chúng tôi gọi ông ấy là Hòa Thượng. Thầy là Hòa Thượng của tôi. Cho nên chứ gì nên biết sự xưng hô Hòa Thượng này. Người xuất gia có thể xưng hô, người tại gia cũng có thể xưng hô, tỳ kheo ni cũng có thể xưng hô, nữ cư sĩ tại gia cũng có thể xưng hô. Đây là tiếng Ấn Độ. Ý nghĩa dịch thành tiếng Trung chính là thân giáo sư. Pháp của quý vị là học với họ, họ trực tiếp chỉ đạo cho quý vị. Người này chính là hòa thượng của quý vị. Cho nên xưng hô trong nhà Phật nhất định phải hiểu được nghĩa của nó.
Nói đến hòa thượng đều là người xuất gia, vậy là sai rồi. Quý vị căn bản không hiểu được hòa thượng nghĩa là gì. Người xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Điều này người tại gia không thể xưng được. Chứ vậy nên biết, hòa thượng có thể xưng, pháp sư có thể xưng, A Xà Lê có thể, cũng có thể xưng. Đây là danh từ Phật giáo đều có thể xưng được. Chỉ có Sa Di, Sa Di Ni, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo. Điều này nhất định là người xuất gia. Người tại gia không thể xưng được. Vậy nên chư vị từ trên xưng hô, quý vị liền hiểu được Phật pháp là sư đạo, không phải là tôn giáo. Hòa thượng là thầy giáo, thân giáo sư. Hiện tại trong trường đại học là giáo sư hướng dẫn. Trong trường học thầy giáo rất nhiều, không phải đích thân dạy cho quý vị thì không gọi họ là hòa thượng, phải gọi họ là A-sa-li. Tức là thông thường chúng ta thường xưng là thầy giáo. Giáo sư hướng dẫn và thầy giáo thông thường khác nhau. Họ là thầy giáo trong trường thôi, chưa từng đứng lớp dạy tôi. Vì thì có phân biệt như vậy, gọi chung là pháp sư. Pháp sư chưa chắc lên lớp dạy ta, ta không nhất định phải học với họ. Nhưng xưng hòa thượng thì đó nhất định là một vị thầy giáo, quý vị đã theo học với họ, quan hệ vô cùng mật thiết. Xưng là A Xà Lê, đó là cách xưng hô rất tôn kính. Tuy họ không dạy ta, nhưng đức hạnh của họ, học thuật của họ, hành trì của họ đều có thể làm gương mẫu cho ta, là ý nghĩa này vậy. Ở đây niệm lão giải thích rất tường tận, giải thích rất rõ ràng, làm cho chúng ta phản tỉnh một cách sâu sắc. Tính tâm của chúng ta có chí thành hay không? Nguyện tâm của chúng ta tu học, tinh tấn của chúng ta đều ở nơi đây mà tìm ra được tiêu chuẩn. Nhạo là dục, là nguyện, là ai, là duyệt, là quan, là hỷ, là hạ, là khánh. Quý vị xem nói nhiều như vậy, nói yêu thương, yêu thích đến mức độ nào. Ở đây phân chia đẳng cấp. Tám chữ này trong đó ý nghĩa sâu cạn khác nhau. Chúng ta đối với pháp môn này, đối với thế giới cực lạc, đối với Phật A-di-đà, chúng ta yêu thích Ngài. Yêu thích đến mức độ nào? Yêu thích đến cực điểm, đó là mừng, đó là vui. Phải chúc mừng bản thân, phải mừng vui cho bản thân. Không dễ dàng gặp được, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, ngày nay gặp được rồi. Quý vị nói xem hoan hỷ biết bao. Nên chí tâm tức là tâm chân thật thành mạng. Tâm nguyện, dục ái duyệt, tâm hoan hỷ khánh hạnh. Dùng tâm như vậy mà tin, mà vui. Nên nói là chí tâm chí nhạo. Đây là giảng một chữ tính. Chúng ta nếu như đối với pháp môn này thật sự tin tưởng, đến mức độ này rồi, sẽ có cảm ứng với Phật A-di-đà, với thế giới cực lạc. Một niệm tương ưng niệm niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Vậy làm sao mà giống nhau được?
Chúng ta ngày nay cũng tính, cũng phát nguyện. Cổ nhân nói đó gọi là đạo tâm như sương, không kiên cố. Thầy Lý một hôm lúc đang giảng kinh, chúng tôi có một học viên cũng đang nghe. Đột nhiên có người đến báo tin nhà hàng xóm ông ấy bị cháy. Lúc này ông ấy làm như thế nào? Là tiếp tục ở lại nghe kinh hay là nhanh chóng chạy về nhà chữa cháy? Lập tức đã khảo nghiệm được rồi. Người bạn này cũng hiếm có lắm. Ông ấy nghe xong rồi nói biết rồi, nói cho người kia đi về, còn mình vẫn tiếp tục nghe kinh. Nghe kinh xong rồi về nhà. Như vậy thật không dễ dàng. Có một số người vừa nghe đến có việc gì đó, tâm liền tán loạn. Những điều giống như vậy khảo nghiệm tính tâm của quý vị. Quý vị thấy tài sản nhà quý vị quan trọng hay là tâm cầu đạo quan trọng? Cho nên chân tính đó thật khó được, rất rất không dễ dàng. Chân tính vậy là thật sự khởi tác dụng rồi. Thiện căn là ba nghiệp thân miệng ý thiện, chắc chắn không thể nhổ mất. Quý vị xem thân miệng ý, tức là mười thiện nghiệp. Nói thiện căn không tham, không sân, không si. Đây là căn. Căn ở trong ý. Nếu như thật sự không tham, không sân, không si, thì ba thiện của thân tự nhiên làm được rồi. Không giết, không trộm, không dâm, họ đều làm được rồi. Miệng không giọng ngữ, không nói hai lưỡi, không ý ngữ, họ làm được rồi. Thật sự làm được rồi. Nếu như trong ý này không có ba căn này, thân khẩu liền không giữ được. Ngày nay chúng ta đặc biệt trong ba thiện căn còn phải thêm hai điều. Chúng ta phải gìn giữ cho tốt. Hai điều này chính là không ngạo mạn, không hoài nghi, không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, gọi là năm thiện căn. Nghi đặc biệt là đối với giáo huấn của thánh nhân. Ngạo mạn là chướng ngại lớn nhất, nhất định phải học khiêm tốn, học cung kính. Tất cả thiện pháp thế xuất thế gian đều từ trong cung kính mà có. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay, một phần cung kính được một phần lợi ích, hai phần cung kính được hai phần lợi ích. Thầy giáo lên lớp ở giảng đường, học sinh rất nhiều. Sau khi học xong tiết một, mỗi một học trò đạt được lợi ích không giống nhau. Vì sao vậy? Đối với môn học, đối với thầy giáo,
tâm cung kính không tương đồng. Học trò có 10 phần cung kính, họ sẽ đạt được 10 phần lợi ích. Học trò có 3 phần cung kính, họ đạt được 3 phần lợi ích. Học trò không có tâm cung kính thì họ không đạt được gì cả. Không giả dối tí nào. Hai ngàn năm trước là đời nhà Hán. Triều Hán có một nhà đại nho Trịnh Khang Thành, Trịnh Quyền. Lúc còn trẻ đi học, thầy giáo của ông ấy tên là Mã Dung, cũng rất nổi tiếng. Trong Hán thư đều có ghi chép, quan cũng làm đến chứ không phải nhỏ, tương đương với bộ trưởng ngày nay, cũng là đại nho. Học trò rất nhiều, người học với ông ấy rất nhiều. Thầy giáo này rất lợi hại. Thầy giáo thường nhắc đến học vấn của ông ấy. Trong số học trò chỉ có một người hoàn toàn học được, chính là Trịnh Khang Thành. Làm sao mà nhìn ra được? Tâm thái tu học. Lúc nghe bài rất chuyên tâm. 3 năm. Lúc lên lớp chưa từng nhìn ngó bên ngoài, luôn nhìn thầy giáo. Chuyên chú. Lúc trong lớp học không có tạp niệm. Cho nên thầy giáo rất khâm phục ông ấy. Thầy giáo cũng dự đoán được ông ấy tương lai là người học trò thành tựu vượt qua bản thân mình. Quả nhiên không sai, thật sự vượt qua thầy giáo, vượt hơn thầy giáo rất nhiều. Cho nên là quý vị xem, quý vị có thể chuyên chú được hay không? Từ trong những chi tiết đó có thể nhìn ra được một người. Cho nên thiện căn, thiện của ba nghiệp thân khẩu ý, kiên cố không thể nhổ bỏ, kiên cố. Lại thiện có thể sanh ra diệu quả, sanh các thiện khác, nên nói đó là thiện căn. Quý vị xem rất rõ ràng, quả báo không tham là đại phú. Quả báo của không sân là từ bi. Quả báo của không si là trí tuệ. Nó năng sanh diệu quả. Thiện khác nghĩa là tất cả các pháp thiện đều từ nơi ba thiện căn này mà sanh ra, nên nó là căn bản của tất cả các điều thiện. Tâm tâm giả, hai chữ này liên kết lại là tâm thuần nhất, là tâm tịnh niệm liên tục vậy. Tâm này là nói ngay nơi niệm hiện tại, mỗi một niệm đều thanh tịnh, mỗi một niệm đều thiện. Hồi hướng giả, ở đây mọi người nên chú ý, bởi vì thường thường hồi hướng không biết ý nghĩa của hồi hướng. Ở đây đã nói ra rồi, hồi là hồi chuyển, hướng là thú hướng. Hồi chuyển công đức đã tu được của tự thân, mà hướng đến điều từng kỳ vọng. Kỳ chính là niềm hy vọng của chúng ta.
Đó gọi là hồi hướng. Cho nên hồi hướng nhất định phải có công đức. Bản thân quý vị không có công đức, lấy gì để mà hồi hướng? Sự hồi hướng đó là hữu danh vô thực. Hồi hướng hữu danh vô thực là lừa gạt người, lừa mình gạt người, vậy là sai rồi. Cho nên chúng ta phải có công đức chân thật. Ví dụ như nghe kinh, nghe kinh có được lĩnh ngộ, đây là công đức. Hiểu rõ được, hiểu rõ liền phá mê, gọi là phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ có lớn nhỏ khác nhau. Nhỏ là công đức nhỏ, đại triệt đại ngộ là công đức lớn. Ngộ này chính là tu. Vừa ngộ được thì những sai lầm của bản thân lập tức liền sửa đổi trở lại. Đây là công đức chân thật. Ví dụ như chúng ta nghe kinh rồi hiểu được tham là phiền não, tham là nghiệp ác. Người thế gian hiện tại có ai mà không có tâm tham? Họ có thể tham được không? Nói cho quý vị biết, nhất định không tham được. Có người tham họ đạt được rồi, có được là do trong vận mạng của họ đã có sẵn. Trong vận mạng không có, họ nhất định không tham được. Ví dụ như tham tiền tài, 10 người đều tham tài, có 2-3 người tham được, những người khác không tham được. Nếu như tâm tham sẽ có được tài vật, có lẽ 10 người đều đạt được mới đúng chứ. Vì sao rất nhiều người không đạt được? Trong mạng họ không có. Sai lầm rồi. Không tham thì phát tài. Cho nên Phật hướng dẫn chúng ta đó là chân lý, không sai tí nào. Trưa hôm nay có một vị cư sĩ đến thăm tôi. Ông ở trong nước làm rất nhiều việc tốt, quyên góp rất nhiều tiền, làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện. Ông nói với tôi, ông ấy thu nhập càng ngày càng nhiều. Tôi liền nói với ông ấy, đây là việc bình thường. Càng ngày càng nhiều thì ông càng đi làm việc tốt nhiều hơn nữa. Vậy là đúng rồi. Càng bố thí càng nhiều. Đây là nói về tiền tài. Bố thí pháp, bố thí pháp sanh trưởng trí tuệ. Trí tuệ ngày càng đang tăng trưởng. Quả báo của bố thí vô úy là mạnh khỏe trường thọ. Đây là điều Phật hướng dẫn cho chúng ta. Quý vị xem, cầu tài, cầu trí tuệ, cầu sức khỏe trường thọ, có phương pháp. Phương pháp chính xác. Ba loại bố thí đạt được 3 loại quả báo. Nếu như quý vị ở trên 3 phương diện này đều keo kiệt, thì quả báo trên 3 phương diện này quý vị đều không đạt được gì. Tất cả sự việc đều có cái lý của nó. Hiểu rõ lý rồi, đó chính là phá mê khai ngộ. Sau khi giác ngộ rồi thì không làm những việc hồ đồ nữa. Đây chính là tu hành. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, nói năng hành động, có thể sửa đổi những sai trái. Đây là tu hành thật sự, tích lũy công đức chân thật, dùng công đức này hồi hướng. Hiện tại chúng ta hồi hướng, chúng ta kỳ vọng.
Trong Phật môn có một mục tiêu chung. Tất cả chúng sanh trong Pháp giới đều viên mãn thành Phật. Nguyện vọng này rất tốt. Quý vị nghĩ thử xem, vậy phải cần công đức lớn bao nhiêu? Công đức này đến đâu mà tìm cho được? Niệm Phật, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, công đức này rất lớn. Bình thường chúng ta khởi tâm động niệm không vì bản thân, vì tất cả chúng sanh khổ nạn, vì trái đất nhiều tai nạn ngày nay, chúng ta hồi hướng cho nó biết hay không? Biết. Hiện tại chúng ta rất rõ ràng, tất cả những hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng, người Nhật Bản, làm thí nghiệm về nước, dùng khoa học chứng minh cho chúng ta nước đích thực nó có thể nhìn, có thể nghe, có thể hiểu được ý nghĩ của con người. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, tất cả những hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức, cũng tức là ngũ uẩn, thể của ngũ uẩn. Sắc là vật chất, thọ tưởng hành thức là tinh thần. Vật chất nhỏ hơn nữa, nhỏ đến như hiện nay các nhà lượng tử lực học quan sát được, gọi là tiểu quang tử, còn nhỏ hơn cả liệt tử cơ bản. Nó cũng đầy đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này. Phát hiện của ngũ uẩn trong Phật Pháp, trong Đại Thừa, 3.000 năm trước Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, Hoa Nghiêm Đại Sớ Sau Nhị Thập Tam Viết, trong phẩm thư 23 có nói đến việc này. Hồi là chuyển gì? Hướng là thú hướng. Chuyển từ vạn hạnh, thú hướng ba nơi, nên gọi là hồi hướng. Dưới đây nói ba nơi. Ba nơi là nói chúng sanh, Bồ Đề và thực tế. Chúng sanh là tất cả chúng sanh trong Pháp giới. Ý nghĩa của hai chữ chúng sanh phải hiểu được. Hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi gọi là chúng sanh. Phạm vi của chúng sanh rất lớn. Thân thể của chúng ta, hiện tượng các duyên hòa hợp mà sanh khởi, hệ mặt trời của chúng ta, hệ ngân hà vẫn là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Nó bao gồm khắp cả Pháp giới hư không giới. Ngày nay chúng ta gọi nó là động vật, thực vật, khoáng vật, sinh vật, đến di sinh vật. Có vô sinh vật hay không?
Chúng ta nói khoáng vật, khoáng vật có sanh hay không? Trong Phật Pháp nói tất cả đều là có, các duyên hòa hợp mà. Vì sao vậy? Hiện tại các nhà lượng tử lực học biết được rồi. Khoa học đem những vật chất này phân tích thành phân tử. Lượng tử, điện tử, hạt tử, chia đến lập tử cơ bản, hiện tại lại phân đến tiểu quang tử. Trong Phật Pháp gọi là di của cực di, đó là không thể phân tiếp nữa. Di của cực di vẫn là đầy đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nói cách khác, nó vẫn là các duyên hòa hợp mà sanh. Trong Phật Pháp, lượng tử cũng gọi là tiểu quang tử, nó vẫn là hữu cơ. Hiện tại gọi là hữu cơ, tức là nói nó có sự sống, nó không phải là vật chết, bởi vì nó đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức. Tiểu quang tử cũng đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức. Nói cách khác, nó có thể nhìn, có thể nghe. Chúng ta khởi tâm động niệm, nó có thể cảm nhận được. Toàn thể vũ trụ là sự sống, không có thứ gì chết cả. Phật Pháp tại 3.000 năm trước nói, hiện tại khoa học đều chứng minh nó được rồi, chứng minh lời Phật nói không phải là giả. Cho nên thứ nhất là hồi hướng chúng sanh, đó là khắp pháp giới hư không giới. Đây là đại vũ trụ. Thứ hai là Bồ Đề. Bồ Đề là tự giác, giác tha. Sau khi tự giác giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ, đây là tự nhiên. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh và bản thân mình vốn là nhất thể, điều này phải thừa nhận. Vì sao vậy? Một tự tánh phải là chân như tự tánh, chân tâm là một. Toàn thể vũ trụ vạn sự vạn vật đều là một chân tâm này biến hiện ra. Cho nên 2.500 năm trước Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, Lão Tử nói một câu như vậy: thiên hạ giữ ngã đồng căn, vạn vật giữ ngã nhất thể. Câu nói này sau này kinh Phật truyền đến Trung Quốc được chứng thực rồi. Hiện tại thì sao? Hiện tại các nhà khoa học chứng thực cho chúng ta đích thực là một thể. Đã là một thể, chúng ta giác ngộ rồi, bên kia còn chưa giác ngộ, giống như thân thể chúng ta vậy. Đột nhiên có một chỗ nó bị tê liệt, tê liệt là bất giác rồi. Vậy chúng ta đã giác ngộ, nhất định phải giúp nó khôi phục tri giác. Đây là hiện tượng tự nhiên. Quý vị bị tê liệt cục bộ, quý vị có thể không giúp nó khôi phục lại sao? Một thể mà. Cho nên nhà Phật nói từ bi, gọi là vô duyên đại từ,
Vô duyên chính là không có điều kiện, gọi là đồng thể đại bi. Chúng sanh và ta là một thể, làm sao mà không chăm sóc được? Họ không chăm sóc, cho rằng họ và ta không có liên quan gì. Như vậy là đang mê, chưa giác ngộ. Thật sự giác ngộ rồi thì không phải như vậy. Tận tâm tận lực giúp đỡ họ, chăm sóc họ, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ nhận thức được bản thân mình, tự tha không hay. Đây là Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp nói xuyên rồi thì không có gì khác, chính là nhận thức bản thân. Nhận thức đến mức độ nào? Nhận thức đến toàn thể vũ trụ là chính mình. Đó chính là thành Phật. Toàn thể vũ trụ là chính mình. Đây là ý nghĩa của tự Bồ Đề. Cho đến thực tế, thực tế là tự tánh. Yêu cầu bản thân hồi hướng này, yêu cầu bản thân. Chúng ta học Phật, mục tiêu chung cuộc chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì gọi là làm Phật. Cho nên kiến tánh thành Phật. Bồ Tát giúp đỡ người khác phải giúp đến trình độ nào? Cũng phải giúp họ đến minh tâm kiến tánh. Vậy là viên mãn rồi. Chưa minh tâm kiến tánh, mê hoặc của họ còn chưa đoạn sạch sẽ. Mê đoạn sạch sẽ rồi liền kiến tánh. Thông thường giáo lý Đại Thừa nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, trên thực tế địa vị của họ là sơ trụ Bồ Tát. Vậy là thực sự thành Phật rồi. Vì sao vậy? Kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, vô minh phiền não cũng đoạn rồi. Dù mình là khởi tâm động niệm, họ ở trong bất kỳ cảnh giới nào, mắt thấy sắc, tai nghe thanh, họ không khởi tâm không động niệm. Đây là thực sự thành Phật. Nhưng họ vẫn còn tập khí vô thủy vô minh phiền não chưa đoạn tận. Nhưng tập khí vô thủy vô minh lại không chứa ngại trí tuệ. Thần thông đạo lực của họ không có chướng ngại. Họ có thể giống như Phật rốt ráo viên mãn. Đối với khắp pháp giới, hư không giới, chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Giống như trong phẩm Phổ Môn đã nói vậy, cần dùng thân gì để được độ, họ liền hiện thân đó. Tuy hiện thân, tuy giáo hóa chúng sanh, họ không có khởi tâm động niệm. Đây là thật, không phải là giả. Nếu như khởi tâm động niệm, họ liền đọa lạc rồi. Họ thật sự không khởi tâm không động niệm. Quá trình giáo hóa tất cả chúng sanh trong mười phương, dần dần tự nhiên tập khí vô minh, liền bị đào thải. Đào thải hết, đó chính là diệu giác dị, tức là Phật rốt ráo viên mãn. Vậy mới trở về với tự tánh. Là rốt ráo viên mãn.
Đây gọi là thực tế. Cho nên nghĩa thực tế có sâu có cạn. Cạn là minh tâm kiến tánh. Sâu là tập khí vô thủy vô minh không còn nữa. Vì thế trong cõi thật báo tu hành, vì họ không có phân biệt, họ không có chấp trước, cho nên họ không có thay đổi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta chính là tình huống như vậy. Quý vị sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải nói chúng sanh tại đây giống như trẻ em dần dần lớn lên. Không phải vậy. Họ là hóa sanh. Trong hoa sen vừa nở, thân tướng đó đã hoàn toàn giống Phật A-di-đà. Điều này trước đây chúng ta đã đọc qua rồi. Không có mảy may sai biệt nào. Tôi nói với chư vị rằng đó là báo thân Phật. Thân Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, hoàn toàn bình đẳng. Vậy nên chúng sanh ở thế giới Cực Lạ không sanh phiền não, không có thứ gì không bình đẳng. Ngay cả tướng mạo cũng bình đẳng, màu da cũng bình đẳng, thể chất bình đẳng, tìm không ra thứ gì không bình đẳng. Vĩnh viễn không già, vĩnh viễn không suy, ngay cả hoa cỏ cây cối đều là vĩnh viễn tốt tươi. Vì sao vậy? Nó không có biến hóa, không giống như chúng ta trên trái đất này, nó thay đổi trong từng sát na sát na. Con người dần dần trở nên già, cây cối dần dần trở nên vàng úa rụng mất. Nó tùy theo bốn mùa mà thay đổi. Thế giới Cực Lạc không có, không có thay đổi. Thọ mạng rất dài, bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp sau đó thì sao? Sau đó thực sự vô lượng thọ rồi, trở về với tường tịch quang. Thật sự trở về với vĩnh hằng. Tường tịch quang khởi tác dụng, không phải không khởi tác dụng. Tường tịch quang không phải là vật chất, cũng không phải là tinh thần. Chúng ta nói ba loại hiện tượng đều không phải. Không phải là hiện tượng tự nhiên, không phải là hiện tượng tinh thần, cũng không phải là hiện tượng vật chất. Nó ở đâu, nơi đâu cũng có, lúc nào cũng có. Cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, nó liền hiện tượng. Ngày nay chúng ta thấy sơn hà đại địa, thấy tất cả những hiện tượng đều là do tâm chúng ta có cảm, nó liền hiện tướng. Ý niệm của chúng ta không giống nhau, nó hiện tướng liền có thay đổi, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Hiện tại chúng ta biết, các nhà khoa học nói với chúng ta, nơi trái đất mà chúng ta đang cư trú bệnh rồi, bệnh rất nghiêm trọng. Vì sao nó lại sinh bệnh? Dùng lời hiện tại mà nói, nó tức giận, giận đến hỏng luôn. Vì sao lại tức giận? Con người cư trú trên trái đất chúng ta không đàng hoàng, hoàn toàn làm việc xấu. Nó chịu đựng hết nổi rồi, vì thế nó sanh bệnh. Vậy làm sao mà trị cho nó? Chúng ta có thể cải tà quy chánh. Quý vị xem các nhà khoa học nói với chúng ta, cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện, đoan chánh tâm niệm, vậy là trái đất rất hoan hỷ. Thật sự hoan hỷ chứ không phải là giả.
Nó hiểu được ý nghĩ của con người, chúng ta yêu thích nó. Quý vị xem, tiến sĩ Giang Bổn thí nghiệm, đồ án đó đẹp biết bao. Chúng ta nói ghét bỏ nó, đồ án của nó liền xấu xí. Trái đất cũng là như vậy, không có ngoại lệ. Cho nên chúng ta tạo tác việc bất thiện khiến cho nó tức giận. Hiện tại thân thể này tức giận hỏng luôn rồi, khắp nơi đều là bệnh tật. Chúng ta nếu có thể quay đầu là bờ, bệnh của nó liền hết, nó liền được cứu. Vì thế xã hội này bắt buộc phải khôi phục giáo dục luân lý đạo đức, phải khôi phục giáo dục nhân quả, giáo dục tôn giáo. Mới có thể giúp được thế giới này, xã hội này khôi phục an định, hòa bình. Giúp đỡ trái đất khôi phục lành mạnh. Không quay đầu phiền phức sẽ lớn lắm. Thật sự trái đất sẽ xuất hiện ngày tận thế. Vậy là nhân loại gặp tai họa chưa từng có rồi. Không có nơi nào để có thể chạy nạn. Dưới đây nói giảng sanh luận chú hạ viết. Hạ là quyển hạ, giảng sanh luận có hai quyển. Hồi hướng là hồi hướng công đức của mình phổ thí cho chúng sanh, cùng thấy được A-di-đà Như Lai sanh nước Cực Lạc. Giảng sanh luận hoàn toàn là tu học Tịnh Tông. Như vậy mục tiêu hồi hướng không giống nhau. Niệm niệm giống với Phật. Phật, Phật A-di-đà kiến lập thế giới Cực Lạc, mục đích chính là tiếp dẫn tất cả chúng sanh sanh đến thế giới Cực Lạc, một đời viên mãn thành Phật. Vậy nên những đồng học tu học Tịnh Độ nguyện của chúng ta phải đồng tâm đồng nguyện với Phật A-di-đà. Cũng tức là niệm niệm kỳ vọng tất cả chúng sanh. Tín nguyện trì danh cầu sanh Tịnh Độ, vậy là đúng rồi. Đây là nghĩa của hai chữ hồi hướng trong nguyện này. Là ý nghĩa của hai chữ hồi hướng giải thích ra rồi. Trong kinh văn, nguyện sanh ngã quốc, tức hồi hướng chi cốc đích. Chữ này ở đây chúng ta có lúc đọc là hồ, ở đây chúng ta đọc là cổ. Cốc, hồ là loài chim, cốc cổ là tâm điểm để bắn cung. Ở đây nói nguyện tôi và tất cả chúng sanh giảng sanh thế giới Cực Lạc. Chúng ta phải phát nguyện tâm giống như Phật A-di-đà. Hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể niệm Phật giảng sanh Tịnh Độ. Dưới đây nói mười niệm. Mười niệm như Quán Vô Lượng Thọ Kinh viết, đầy đủ mười niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật.
Tiên chú viết. Tiên chú này do cư sĩ Đinh Phúc Bảo biên soạn. Ông nói thập biến xưng danh giả, 10 niệm này chính là 10 câu. 10 câu niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Giọng Tây nói, qua khoảng thời gian 10 niệm chuyên xưng danh hiệu Phật gọi là thập niệm. Ở đây nói niệm là xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Trải qua khoảnh khắc 10 chữ này gọi là một niệm. Ý nghĩa tương đồng với kinh luận trên đã nói. Trong kinh và luận đều nói 10 câu danh hiệu Phật. Đây là pháp 10 niệm. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta niệm Phật, cổ nhân có hướng dẫn chúng ta pháp 10 niệm. Nói cho những người nào? Nói cho người công việc vô cùng bận rộn, không có thời gian thực hiện hai thời công phu. Vậy nên dạy họ sớm tối 10 niệm. Sáng sớm thức dậy, trong nhà có bàn thờ Phật, hướng đến bàn thờ Phật, chắp tay niệm 10 câu A-di-đà Phật. Trong đó quan trọng nhất chính là trong 10 niệm không có nghi hoặc, không có xen tạp. Đây chính là công đức chân thật. Như pháp. Vì sao vậy? Tương ứng với nguyện thứ 18. Hơn nữa bản thân biết được rất rõ ràng, niệm này đã đầy đủ 48 nguyện. Điều này rất quan trọng. Nếu như 48 nguyện đều không cần nữa, tôi chỉ cần một niệm này, vậy thì quý vị sai rồi. Nhật Bản có một pháp môn như vậy, gọi là bổn nguyện niệm Phật. Bổn nguyện chính là nguyện thứ 18. Những nguyện khác họ đều không cần, chỉ một nguyện này thôi. Đây là sai lầm. Tôi tin rằng Nhật Bản năm xưa tổ sư truyền pháp môn này không phải là ý nghĩa này. Sau đó càng truyền càng bị sai. Truyền sai rồi. Quan niệm niệm Phật, tâm thái quan trọng. Quý vị xem các nhà khoa học vậy, chúng ta ứng phó với những tai nạn này, trong đó câu quan trọng nhất chính là đoan chánh tâm thái. Câu này rất quan trọng. Nếu như chúng ta trong 48 nguyện chỉ cần một nguyện này, những nguyện khác đều không cần, chúng ta sai rồi. Tâm thái chúng ta phát sanh sai lầm. Phải đoan chánh như thế nào? Nguyện này đầy đủ 48 nguyện. Như vậy là đúng. Nếu như tốt hơn nữa thì sao? Nguyện này đầy đủ tất cả chư Phật Như Lai, vô lượng pháp môn hóa độ chúng sanh. Vậy thì càng chính xác hơn. Đây là thật, hoàn toàn tương ứng với trong kinh nói. Cho nên chúng ta không thể nắm chặt một nguyện này, những nguyện khác đều không cần. Vậy là quý vị hoàn toàn sai rồi. Cho nên tâm niệm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lúc niệm phải chân thành, phải cung kính.
Đó là lúc niệm. Nếu như muốn thật sự tích lũy công đức thì phải đem tâm chân thành cung kính này dùng vào trong cuộc sống hàng ngày. Đối với cuộc sống bản thân, đối với bản thân chân thành cung kính. Đối với người, đối với sự vật, đối với sự việc phải chân thành cung kính. Quý vị thật sự là đệ tử của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tự nhiên hoan hỷ. Nếu như tôi chỉ có đối với Phật A-di-đà chí thành cung kính, những thứ khác mặc kệ, không cần quan tâm đến nó, Phật A-di-đà sẽ thở dài nói với quý vị như thế nào? Hồ đồ, quý vị còn chưa giác ngộ. Giác mê là từ đây mà phân định. Thì tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà, chắc chắn là chính xác rồi. Vì sao vậy? Phật A-di-đà là tự tánh. Quý vị ở trên tướng mà thấy được tánh, đó chính là minh tâm kiến tánh, là thật không phải giả đâu. Trong tất cả vạn vật tất cả đều là tự tánh, không có thứ gì không phải là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà khắp pháp giới. Cho nên mười niệm này hữu hiệu. Tôi năm xưa lúc trú tại Singapore, tôi đề xướng một pháp thập niệm. Đến hiện tại vẫn có rất nhiều người học tập. Họ nói với tôi rất có hiệu quả, đơn giản, không mất công. Tức là 10 câu danh hiệu Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được. Không niệm, niệm A Di Đà Phật cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 câu như vậy. Sáng sớm thức dậy niệm một lần, tối đến trước khi đi ngủ niệm một lần là 2 lần. Ba bữa ăn cơm người ta là niệm chú cúng dường. Chúng ta chắp tay lúc ăn cơm niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cũng niệm 10 lần câu A-di-đà-phật này. Quý vị xem một ngày 3 lần như vậy, vậy là 5 lần rồi. Lúc quý vị làm việc, đi làm niệm một lần, lúc tan sở niệm một lần nữa. Buổi chiều đi làm và tan sở cũng niệm một lần, một ngày 9 lần. Một ngày 9 lần, không thể niệm. Đến lúc đó quý vị sẽ niệm. Tập thành thói quen này vô cùng hữu dụng. Thời gian ngắn, 1-2 phút là niệm xong rồi. Hiệu quả vô cùng thù thắng. Phương pháp này của tôi từ đâu mà học được? Từ đạo Islam mà học được. Tôi ở Singapore có một lần đến Malaysia. Lúc đi diễn giảng, Malaysia là quốc gia Hồi giáo. Sáng sớm lúc thức dậy, nghe thấy những tín đồ Hồi giáo đang làm lễ cầu nguyện. Họ một ngày cầu nguyện 5 lần. Nhưng thời gian họ cầu nguyện lại không dài, khoảng 5-6 phút. Một ngày 5 lần, không thiếu một ngày nào. Bất luận ở nơi đâu, thời gian vừa đến họ lập tức gác công việc lại, họ liền làm lễ cầu nguyện. Tôi nhìn thấy rất cảm động. Chúng ta niệm 10 niệm càng đơn giản hơn cả họ. Chúng ta 9 lần thì nhiều hơn họ. Thật sự rất hiệu quả. Rất đơn giản, rất dễ dàng, đích thực có hiệu quả. Lúc niệm 10 niệm, 10 câu danh hiệu Phật này phải nhiếp tâm, tất cả những vọng tưởng đều buông bỏ. Quý vị nhất tâm để xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất tốt. Cho đến 10 niệm là chỉ cho xưng niệm danh hiệu Phật. Người chí thành niệm được 10 niệm này cũng được giảng sanh.
Mười niệm của chúng ta một ngày 9 lần. Mười niệm này là dùng tâm thanh tịnh để niệm. Rất nhiều người từ sáng đến tối một ngày niệm mấy vạn câu. Tuy niệm Phật, họ có tạp niệm, có vọng tưởng xen lẫn vào, thì công phu không sánh bằng mười niệm. Đạo lý này càng lúc chúng ta càng hiểu. Niệm Phật rất nhiều. Cổ nhân nói một câu rất hay: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét trách cổ họng chỉ uổng công. Không sánh bằng mười niệm. Tịnh niệm tương tục. Mười niệm của họ là tịnh niệm. Tịnh là gì? Là không có hoài nghi, không có xen tạp. Đây là tịnh niệm. Mười câu từng câu từng câu tương tục không gián đoạn. Tịnh niệm tương tục. Chúng ta phù hợp với khai thị của Bồ Tát Đại Thế Chí. Một ngày 9 lần là tốt lắm rồi. 9 lần này là cố định, không thể thiếu một lần nào. Ngoài ra quý vị có thời gian niệm, đó không phải là chính khóa, gọi là nhàn khóa. Lúc rảnh rỗi quý vị có thể niệm nhiều hơn. Lúc niệm tốt nhất là dùng pháp mười niệm. Ấn Quang Đại Sư trước đây dạy cho chúng ta niệm Phật phải nhất tâm như thế nào. Ngài nói niệm 10 câu. Nếu như 10 câu, trong tâm quý vị lại phải ghi nhớ số. Lúc niệm 10 câu cũng là phân tâm. Vậy Ngài dạy chúng ta gọi là 3-3-4. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Như vậy rất dễ dàng. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cuối cùng là niệm 4 câu. Cách niệm như vậy rõ ràng, từng câu từng chữ rõ ràng, lại không cần dụng tâm để nhớ. Bởi vì 10 câu lúc nhớ quý vị vẫn phải dụng một chút tâm. Dụng tâm tốt nhất không cần dụng tâm, rõ ràng. Cho nên cách niệm của chúng tôi là dùng cách dạy của Đại sư Ấn Quang, dùng phương pháp 3-3-4. Không nên dụng tâm để nhớ, cứ tự nhiên thôi. Phương pháp này rất tốt. Ở đây nãi chỉ thì chí hạ, nên nói là nãi chỉ. Nếu có thể niệm nhiều hơn, tức ít thiện nhiều hơn nữa. Niệm nhiều tốt, nhưng phải nhớ giáo huấn của Bồ Tát Đại Thế Chí. Phải đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đô nhiếp lục căn là công phu thường ngày của chúng ta. Nói cách khác, gọi là buông bỏ vạn duyên. Đô nhiếp lục căn chính là buông bỏ vạn duyên, làm cho bản thân thời thời khắc khắc duy trì được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Ít nhất phải duy trì điều này. Mọi thời mọi lúc tâm địa đều phải thanh tịnh, đều phải bình đẳng. Dùng tâm này để niệm Phật, câu câu tương ưng với Phật. Trong Phật pháp nói một niệm tương ưng một niệm Phật, chính là tịnh niệm như vậy. Nó mới tương ưng. Điều này vô cùng quan trọng. Có xen tạp không tương ứng. Điều này vô cùng quan trọng. Không hoài nghi, không xen tạp. Phải có tín tâm. Mấy ngày trước, Đại Đồng có một vị cư sĩ đến nói với tôi. Ông ấy mắc bệnh phát ban đỏ, giống như cư sĩ Lưu Tú Vân. Ông là một người niệm Phật rất kiên thành. Xem đĩa CD của Lưu Tú Vân, nên ông quyết định không đi khám bác sĩ, không uống thuốc. Phát tâm niệm Phật,
cầu giảng sanh. Ông ấy nói với tôi, niệm được khoảng 3 tháng thì tình hình rất tốt. Vốn là toàn thân đều là ban đỏ, sau đó chỉ còn vài cái, vài đốm thôi. Lúc này lại niệm thêm 2 tháng nữa thì không còn một đốm nào. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ ở bệnh viện nói, xem ra trước đây phải chăng là chẩn đoán nhầm lẫn gì? Làm sao mà trên thân thể ông mọi thứ đều rất tốt, ông không có chút bệnh nào cả? Là ví dụ thật sự. Mấy ngày trước đến thăm tôi, nói với tôi sự việc này. Đây là gì? Đây gọi là tịnh niệm liên tục thật sự. Thật sự tin Phật, ngay cả thân thể cũng không cần nữa. Sống chết gì không quản nữa, niệm Phật A-di-đà thôi. Liền có cảm ứng không thể nghĩ bàn như vậy. Nó thật hữu dụng. Nếu như có hoài nghi, như vậy sao được? Niệm Phật như vậy có thể trị lành bệnh được sao? Vậy là quý vị nhanh chóng đi tìm bác sĩ trị bệnh. Vì sao vậy? Quý vị có nghi hoặc, hiệu quả sẽ không còn nữa. Không có mảy may nghi hoặc nào, liền có cảm ứng. Điều này không phải ai ai cũng có thể làm được. Chân tín thiết nguyện, nhất định có cảm ứng. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.